Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn vô cái phần chi tiết của phần áo lớp AF08 áo hoa dạ lan nha. Dạ lan hương á. Ở đây thì mình vẽ sơ bộ phần áo như thế này thôi. Mình sẽ chia bố cục là ở đây là phần hoa giang A nè. Cái cây viết mình không biết để đâu, mình lấy đỡ nè, hoa giang A. Và ở đây là hoa giang A. Và cái phần này là hoa giang B. Rồi ở đây thì mình sẽ thêm một cái hoa giang cho nó kiểu như giống như nó hở một chút xíu là hoa giang C. Và thì giống như ở đây mình nói nè, cái chiều của cái áo thì các bạn sẽ đo theo cái cơ thể của mình nha. Ở đây mình hướng dẫn theo cái số đo nên mình sẽ không có nói sai ớt em mệt lời gì hết, mà mình sẽ hướng dẫn theo số đo. Thì các bạn sẽ đo cái vòng eo dưới bụng nè, hoặc là đo cái vòng ngực cũng được, nhưng mà nếu mà các bạn nào bị béo bụng thì các bạn nên đo cái vòng eo dưới bụng cho mình nha, thì cái đó nó an toàn hơn. Để mà nhiều khi ở trên ngực các bạn nó nhỏ hơn cái phần bụng, các bạn sẽ mặc nó bị chật á. Đó là như thế. Và ở đây thì mình giả sử như các mình hướng dẫn là móc theo cái ngực hoặc là cái eo dưới là 40-43, có nghĩa là phân nửa là 80-86 cm á. Còn các bạn nếu móc nhỏ hơn thì các bạn nhé nhỏ hơn. Cái số bính của các bạn bắt phải chia hết cho 10 bằng số chẵn, sau đó các bạn sẽ cộng cho 9 mũi bính cho mình. Giống như ở phần video thứ nhất mình hướng dẫn các bạn móc họa tiết á, mình có nói là cái phần họa tiết đó phải chia hết cho 10 và các bạn sẽ cộng 9 mũi để cho đủ cái phần họa tiết áo của mình. Đó, ở đây thì mình nói sơ bộ về cái kích thước thôi. Cái chiều dài áo thì khoảng từ dưới giống như tà dạt áo đi lên tới nách là phải từ 32-38 cm, tùy size. Ở đây mình sẽ móc là 35 cm đối với cái size 80-86 này nha. Và phần nách thì phải từ 17-19 cm, thì có nghĩa là nguyên cái dòng cộng lại nó có nghĩa là khoảng 34 hoặc là 38 cm thì nó mới đủ cái tay áo nha. Ở áo này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm tay áo luôn, hoặc các bạn thích không tay thì các bạn sẽ xem tới cái phần không tay, các bạn sẽ viền tay áo lại bằng một mũi nửa kép cho mình. Còn ở đây mình sẽ móc phần tay áo nữa, nếu phần tay áo này mình sẽ để sau cùng, mình sẽ hướng dẫn nè. Ở đây thì nè, mình sẽ phân chia nè, cái đoạn A này từ dưới đây lên tới phần eo thì mình sẽ móc từ là 18-21 cm tùy vào cái cụm của các bạn móc và cái tay móc của các bạn. Ở đây cái phần hoa văn của mình là có nghĩa là có 4 hàng đúng không? Mình sẽ đo cho các bạn xem nè, 4 hàng mình sẽ tính từ cái hàng này tới cái hàng mũi kép dưới đây, có nghĩa là nó khoảng tầm là 3.5 cm á, nên mình móc từ dưới phần dạt áo, từ dưới phần dạt áo đi lên tới từ dưới dạt áo nè đi lên tới đây là mình sẽ móc tổng cộng là 6 lần lặp lại của 4 hàng, có nghĩa là 6 là 24 hàng á, 24 hàng. Đó, 24 hàng thì nó ra là tại vì 4 hàng nó là 3 cm, 3.5 thì 24 hàng có nghĩa là 24 hàng có không, bây giờ mình tính vậy đi, một cộng đi, một cộng là 4 hàng, một cộng bằng 3.5, cái cây viết nó hơi mờ không có viết được, 3.5 cm nè, mà nhân cho sáu tức nghĩa là 7 × 3 là 21 cm, trừ hao cái chiều khi nó mình móc nó bị rút lên hoặc là nó ấy xuống. Đối với các bạn móc mà sợi không co giãn thì nó vẫn là đúng kích thước, các bạn sẽ đo cho mình độ khoảng từ 18-21 cm. Sau đó cái phần eo của bạn sẽ từ 7-10 cm nè. Cái phần họa tiết khác ở đây, cái phần eo của mình sẽ có cái phần họa tiết như thế này, cái màu nó hơi là tả mắt mình cũng không biết luôn. Đó, cái phần eo của mình sẽ họa tiết này để cho nó lộ kiểu giống như là nó sexy cái phần eo một chút xíu, nhưng mình sẽ không giảm mũi mà mình sẽ làm cái kiểu như vậy thì nó sẽ tự động hạ cái phần eo của mình đi lên này, thấy không. Sau đó cái phần phía trên mình vẫn móc trở lại như cái phần hoa giang A ở phía dưới, nhưng mình chỉ móc có hai cụm, có nghĩa là tức nghĩa là 7 cm. Có bạn có thể móc thêm một cụm nữa là 3 lần, tùy theo cái size áo của bạn, các bạn muốn dài hay muốn ngắn, hoặc là cái ngực của các bạn bự hay là nhỏ thì mình có thể làm tăng cái đó lên từ 7-10 cm. Với cái độ mà móc tay móc của các bạn hoặc là cái kim kim móc, có nhiều bạn có thể là sử dụng sợi là 0.8
0.8 thì cái phần khi mà móc lên 4 hàng như vậy tức nghĩa là nó phải hơn 3.5 cm, thì các bạn tùy ứng biến nha, để phù hợp với cái cm cái độ dài vậy đó. Chứ nếu mà các bạn móc theo của mình giống như móc kim lớn mà sợi lớn mà móc theo cái cộng của mình thì cái áo rất là dài và rất là rộng nha. Đó thì các bạn sẽ dựa theo cái số kích thước này mà các bạn móc lên bao nhiêu cụm của nó để có thể hoàn thành. Thì ở phần video đầu mình đã hướng dẫn các bạn móc cái phần cụm qua dân này rồi, nên mình sẽ không hướng dẫn các bạn lại cái phần qua dân A nữa. Mình chỉ nói sơ bộ ở đây, có nghĩa là cái phần này các bạn sẽ móc từ lên đây từ 18 tới 21 cm cho mình. Đó là ở đây là mình móc lên nè, các bạn đếm nè, 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 6 cộng thấy không? 6 cộng nhân 3.5 thì nó ra là 7 x 3 là 21 cm. Nhưng mà ở đây cái sợi này của mình nó hơi bị có khi mình móc lên nó có độ co giãn. Đây là sợi thái xe tròn 0.6 thì mình đo được là khoảng tầm không tới 21 nhưng mà khoảng 20 ha. Đó, khoảng 20 tại vì nó có độ gút á. Nhưng mà khi mặc lên nhiều khi các bạn giặt ra hoặc là các bạn cố định ra thì nó có thể dài hoặc là nó kéo nó trùng xuống cũng không chừng. Thì nói chung nó nằm trong cái khoảng độ từ 18 tới 21 cm là ok rồi nha. Đó, thì mình sẽ cho qua cái phần phía dưới, cái phần qua dân A phía dưới đây mình sẽ cho qua. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục cái phần hạ eo này. Cái phần qua dân này. Cái phần qua dân ở đây. Đó. À, cái này thì nó cũng đơn giản thôi, mình chỉ là móc một mũi kép, một bính một kép, rồi mình xen kẽ nhau. Rồi ở phần đây thì mình sẽ móc một dải hàng, một cái bông á. Mình để như vậy thì nó hơi khó, để mình để vô đây cho các bạn xem thử nó ra bông không. Này cũng không ra nữa, nhưng mà tại vì cái mình móc cái mũi ba nè, nhìn cái bông nó rất là khó, nó không có ra được cái bông đây nè. Một cánh nè, 2, 3, 4 nữa không. Đó, xen kẽ nhau, sẽ móc hết cái hàng đi qua chính giữa như thế này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vô cái phần video hướng dẫn nha. Ở khúc đầu mà nó hơi dài một chút xíu. Ở đây mình cũng có móc sẵn nè. Mình móc sẵn là 6 cái cụm như vậy cho cái mặt sau hoặc mặt trước cũng được. Tại vì mình móc trước một mặt và để mình để cho các bạn xem á. Thì ở đây các bạn sẽ móc theo mình nha. Hãy đợi mình chút xíu, mình gỡ cái phần sợi một chút xíu. Đây, các bạn sẽ móc cho mình ở đây, các bạn sẽ đầu hàng, các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính như thế này, 4 mũi bính đi, 4 mũi bính nè. Sau đó các bạn sẽ mở một chân, móc một chân mũi kép. Thì cái này đơn giản rồi, cứ một bính một mũi kép, ở dưới cũng bỏ một mũi kép cho mình đó, như thế này. Nhớ là một bính một kép nha, các bạn lộn thì các bạn tháo ra rất là đơn giản, nó không có gì khó hết đó. Mấy nay con mắt mình nó hơi yếu á, mình dòm trong cái điện thoại cái màu nó sao sao, nó tối quá mình cũng không hiểu sao nữa đó. Như vậy các bạn sẽ móc một khép một bính tới cuối hàng cho mình luôn, rồi mình sẽ quay lại hướng dẫn cái phần hạ eo này tiếp tục nha. Ở đây mình đã móc tới cuối hàng thứ nhất của phần hạ eo, phần dân B nè. Các bạn sẽ móc tiếp tục các mũi cuối cùng cho mình ngay đây, có nghĩa đây còn tới 2 mũi lần nha. Để các bạn quên, các bạn tính đầu một mũi các bạn bỏ mũi chót á. Đó, kết thúc cái hàng thứ nhất thì các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi bính nè, quay mặt lại. Móc cái hàng thứ hai cho mình, các bạn sẽ móc tiếp một mũi kép vô đây cho mình. Đó, sau đó một bính. Cái phần sợi nó bị vướng. Các bạn đợi mình chút xíu nha. Đây các bạn tiếp tục móc lên cho mình một bính, sau đó không móc lên chân mũi kép này, các bạn sẽ móc khoảng chính giữa cho mình một mũi kép nè. Lên một bính, móc vô khoảng giữa cho mình một mũi kép. Một bính, một kép. Các bạn sẽ móc liên tục như vậy tới cuối hàng thứ hai của phần hai eo cho mình. Đây các bạn dòm nè, nó sẽ như thế này, cái hàng nó sẽ xen kẽ với nhau. Bây giờ các bạn móc hết hàng thứ hai này cho mình luôn. Đây mình đã cứ cuối cái hàng thứ hai của phần hai eo nè, các bạn móc mấy mũi cuối cho mình.
ở đây là mình sẽ móc vô khoảng chính giữa cuối cùng là một mũi kép nè, kế tiếp vào ngay chỗ chân lên bính nè, các bạn móc vô một mũi kép nữa nha, để không thôi là mất mũi ở đây nha. Đó thì hai hàng của mình đã được hai hàng phần eo, hai eo rồi. Bây giờ các bạn sẽ móc hàng một, hàng hai này thêm một lần nữa cho mình, là tức nghĩa là bây giờ các bạn sẽ lên cho mình ba bính, quay trở lại cái hàng thứ nhất, lên cho mình bốn mũi bính đi, bốn mũi bính. Sau đó các bạn sẽ móc vô khoảng giữa của này một mũi kép cho mình, lên một bính, móc vô khoảng giữa kế tiếp một mũi kép như thế này. Ở đây mình sẽ móc hơi nhanh tại vì các mũi này nó cũng đơn giản nên mình không có móc từ từ nha, mất cái phần thời gian ở phần nối về cái phần áo ở khúc đầu rồi. Đây nó như thế này. Bây giờ các bạn sẽ lặp lại hàng 1, hàng 2 của phần này thêm cho mình, là sau khi móc xong hàng thứ ba này các bạn sẽ lặp lại hàng thứ hai này cho mình một lần nữa, rồi mình sẽ quay lại hướng dẫn các bạn phần qua tiếp ở giữa cái phần eo nha. Đây mình đã móc được 4 hàng rồi, như nãy mình nói là các bạn sẽ lặp lại hàng 1, hàng 2 thêm một lần nữa cho mình. Và bây giờ các bạn sẽ quay lại bắt đầu cái hàng thứ 3 cho mình nè. Ở đây thì các bạn sẽ móc cho mình lên 3 mũi bính. 1 2 3 là các bạn hàng này, hàng thứ 5 nha. Từ cái phần eo lên mình tính riêng cái phần hàng ở thân áo rồi nha. Đây là hàng thứ 5. Các bạn sẽ móc một mũi kép ở đầu này, kế tiếp cho mình nữa. Như thế này. Sau đó các bạn lên một bính, móc tiếp mũi kép. Ở đây các bạn sẽ không móc xen kẽ nữa mà các bạn sẽ móc tiếp mũi kép trên cái đầu mũi kép kế tiếp cho mình. Sau đó các bạn sẽ móc vô cái khoảng giữa này một mũi kép nữa. Tiếp theo trên đầu mũi kép một mũi kép. Như thế này, tạo thành 3 mũi kép liền. Đó. Kế tiếp, các bạn sẽ móc lên cho mình một bính, móc qua cái chân mũi kép kế bên một mũi kép. Lên một bính, tiếp tục chân kép kế bên một mũi kép. Một mũi bính nữa, chân kế bên một mũi kép. Là ở đây các bạn nhìn nè, mình có sẽ tính ô vuông đi, 1 2 3 ô vuông. Bây giờ các bạn sẽ móc vô khoảng giữa này cho mình một mũi kép nè. Trên đầu này một mũi kép. Có nghĩa là cứ 3 mũi kép liên tiếp thì các bạn sẽ cách ra 3 ô vuông cho mình, rồi lại móc 3 mũi kép liên tiếp như thế này nữa. Bây giờ các bạn sẽ làm theo mình và móc tiếp tục nha. Một ô nè. 2 nè. 3 nè. 3 rồi, các bạn sẽ móc vô chính giữa một mũi kép. Tiếp tục một mũi kép trên đầu. Một bính nè, qua đây một mũi kép nè. Một bính nè, qua đây một mũi kép nè. Một mũi bính, qua đây một mũi kép. Móc một mũi giữa, một mũi kép. Trên đầu một mũi kép. Đó, nó sẽ như thế này. Các bạn thấy không? Thì bây giờ các bạn sẽ tương tự móc tới cuối hàng cho mình luôn. Nhớ là cách nhau bỏ 3 ô vuông chính giữa nha. Đây mình đã móc tới cuối hàng, cái hàng thứ 5 rồi nè. Là các bạn thấy không? Cái cuối hàng của mình. Tuy nó không ở đầu hàng thì mình sẽ móc dư một ô như này, và cái cụm này cuối hàng thì mình móc 3 ô và nó hết cái này luôn. Nên mình vẫn để như vậy và mình móc tiếp tục cái hàng thứ 6 nè. Còn đối với các bạn mà móc thì tùy theo cái cụm mà các bạn móc nha. Cái số mũi thì cái phần này có thể kết thúc của nó là một cái cụm 3 mũi kép, hoặc là có thể kết thúc là 2 ô vuông. Nó tùy theo các cái thân của các bạn nữa. Bây giờ các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính. Tiếp tục cái hàng thứ 6 nè. Các bạn sẽ móc cho mình ở đây, ngay chỗ chân này tiếp tục một mũi kép nè. Ở hai đầu này mình cộng hai mũi kép liên tiếp nè, các bạn thấy không? Rồi sau đó các bạn sẽ móc vô trong đây cho mình một mũi kép. Qua đây một mũi kép. Tiếp theo các bạn sẽ lên một bính. Bạn sẽ lên một bính, móc vô chân kép kế tiếp một mũi kép như thế này nè. Đó. Sau đó các bạn thấy 3 mũi kép liên tiếp không? Các bạn sẽ móc tiếp vô bên đây, chính giữa của nó một mũi kép nữa. Móc chân kép thứ nhất của cộng 3 mũi kép liên tiếp mà một mũi kép. Để phía trên này mình sẽ tạo thành 3 mũi kép liên tiếp nè, các bạn thấy không? 3 mũi kép liên tiếp. Bây giờ các bạn sẽ lên một bính, tiếp tục bỏ chân bính chính giữa móc qua chân bên đây một mũi kép. Sau đó móc tiếp phía dưới đây một mũi kép và một chân kép kế tiếp nữa. Như thế này. Ở hàng thứ hai này
thì cứ 3 mũi kép liên tiếp, một bính 3 mũi kép liên tiếp, các bạn thấy không? À, như thế này. Và qua bên đây cũng vậy, các bạn sẽ móc một bính nè, tiếp tục chân kép này, sau đó bên đây là một mũi kép, qua đây một mũi kép, tạo thành 3 mũi kép liên tiếp. Lại quay lại cái phần một mũi bính và bỏ một chân, qua đây một mũi kép, tiếp tục qua đây một kép, qua đây một mũi kép nữa, để tạo thành 3 mũi kép liên tiếp. Thì các bạn sẽ lặp lại cái cụm 3 mũi kép liên tiếp, một bính, 3 mũi kép liên tiếp cho mình tới cuối hàng luôn. Nó sẽ như thế này nè, 3 kép liên tiếp một bính, 3 kép liên tiếp một bính. Nhưng mà các bạn nhớ là hai cái 3 mũi kép này nó phải nằm hai bên của phần 3 mũi kép này nha, chứ không có nằm chính giữa ba cái ô vuông này. Để tạo cái cánh hoa ở đây, một cánh hoa hai bên là hai cánh hoa nè, các bạn thấy không? Đó. Bây giờ các bạn móc tiếp tục cho mình nè. Ở đây là các bạn thấy không? 3 mũi kép dưới nè. Các bạn sẽ móc một bính nè. Móc một mũi kép bên đây. Sau đó móc cái cạnh chính kế 3 mũi kép đó, đó. Qua đây một mũi kép nữa. Một bính qua đây. Một kép. Như thế này. Đó, ở đây mình đã lặp lại được cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 10. Tương tự các bạn sẽ móc hết cái hàng này cho mình luôn. Ở đây mình đã xong cái hàng thứ 6 nè. Và cái phần hạ eo này thì 4 cái hàng đầu này thì nó giống nhau rồi, lặp lại hàng 1, hàng 2 thôi. Nhưng tới cái phần họa tiết này thì các bạn đừng có để tới cái đầu hàng. Tại vì do các bạn móc cái số mũi khác của mình á. Nếu bạn móc như mình thì giống cái đầu hàng, nhưng mà các bạn móc khác mũi thì nó sẽ dư hoặc là thiếu cái đầu hàng. Các bạn chỉ cần để ý cho mình nè. Ở phía dưới ngay chỗ nào 3 mũi kép liên tiếp thì ở phía trên hai ba mũi kép liên tiếp phải nằm ở hai bên của cái mũi kép đó nè, để phần chính giữa đây cho các bạn thấy như vậy nè, 3 mũi kép liên tiếp phải không? Thì ở phía trên cái hàng thứ sáu này 3 mũi kép liên tiếp sẽ nằm hai bên cái cụm này. Và bây giờ cái hàng thứ bảy các bạn sẽ móc là móc cái 3 mũi kép liên tiếp, nó sẽ nằm giữa hai cái mũi kép, hai cái cụm 3 mũi kép liên tiếp này cho mình. Có nghĩa là nó móc giống như cái hàng phía dưới, cái hàng thứ năm nè, móc như hiện nó nằm ở đây 3 mũi kép liên tiếp, thì các bạn sẽ lên đây móc 3 mũi kép liên tiếp cho mình. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình nè, đừng để ý đầu hàng nha. Bây giờ các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính. Ở khúc này các bạn sẽ bỏ qua đi, đừng để ý, tại vì nó khác cái số bính này nó không giống đâu. Lên mình một bính nè, sau đó qua đây một mũi kép nè, các bạn thấy không? Ở phía dưới đây 3 mũi kép liên tiếp nè. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi kép liên tiếp nè, một mũi nè, chính giữa một mũi nè, qua đây một mũi nữa. Đó, như thế này là được một cái bông hoa. Tiếp theo lên một bính, qua bên đây móc một mũi kép bên đây. Tiếp tục một bính, qua đây móc một mũi kép nữa. Bây giờ các bạn sẽ móc làm sao cho nó ra lại là ba ô vuông á, ba ô vuông chính giữa, như giống như là ba mũi kép liên tiếp, sau đó là ba ô vuông, một à, hai là ba, thấy không? Rồi các bạn sẽ móc tiếp là ba mũi kép liên tiếp. Nhớ các bạn phải dòm, khi móc cái hàng này các bạn phải dòm phía dưới ngay chỗ nào có ba mũi kép liên tiếp thì ở trên là ba mũi kép liên tiếp nha. Chứ để thôi, nếu mà ở đây ba mũi kép liên tiếp mà các bạn qua bên đây thì nó bị lệch mũi liền, nó không có ra được cái bông hoa đó. Mình ra được cái bông hoa thứ hai rồi đó, các bạn thấy không? Ba mũi kép liên tiếp nè, một cánh, hai cánh, ba cánh, bốn cánh nè. Bây giờ tương tự các bạn móc lên một bính, qua cái cạnh bên đây một mũi kép nè, một bính qua bên đây một mũi kép, một bính qua đây một mũi kép. Và ở đây 3 mũi kép liên tiếp thì các bạn sẽ móc tiếp cho mình 2 mũi kép còn lại, một mũi giữa nè, một mũi bên cánh qua bên đây, tạo thành 3 mũi kép liên tiếp. Như vậy là kết thúc một cái bông tiếp nữa. Lên một bính qua bên đây móc một mũi kép, một bính qua đây móc một mũi kép, một mũi bính nữa. Đó, bây giờ lại là 3 mũi kép liên tiếp nè, hai rồi nè, ba nè. Đây mình sẽ để xuống cho các bạn xem, cái này nó hơi khó dòm chút xíu, các bạn thấy không? Ở đây là ba mũi kép liên tiếp nè, để xuống thì không thấy được, để xuống thì không có thấy nè, nhưng mà mình để lên nè, các bạn dòm nè. Ở đây là ba mũi kép liên tiếp nè, đây ba, đây ba, đây ba,
để làm ra cái bông hoa có bốn cái cánh là 1 2 3 4 này không? Và đây cũng vậy, 1 2 3 4 thì tương tự các bạn sẽ móc cho mình tới cuối hàng luôn. Thì cái hàng này nếu mà các bạn móc được khúc đầu thì khúc sau thì cứ ba một cái lần tiếp. Các bạn sẽ móc bỏ qua ba ô như thế này rồi lại móc ba một cái lần tiếp cho mình. Nó rất là đơn giản nha. Bây giờ các bạn sẽ móc tới cuối hàng thứ 7 này cho mình luôn. Đây, sau khi mình móc xong cái hàng thứ 7 nè, mình để xuống cái bàn thì cái màu nó không có thấy, nhưng mà mình để vô cái tờ giấy này các bạn xem cái phần hoa văn của nó nè. Nó đã ra cái bông rồi nè. Đây, như thế này nó xen kẽ với nhau nha. Đó, có nghĩa là ở trên hàng hàng thứ 5 và hàng thứ 7 thì ba cái mũi bính sẽ đi thẳng lên nè. Còn hàng thứ 6 thì ba mũi bính nó sẽ hai bên đây để tạo thành một bông hoa là bốn cánh hoa như thế này. Bây giờ cái hàng thứ 8 các bạn sẽ móc quay lại cái hàng thứ 2 của cái phần quả tiết đi lên phần eo cho mình nè. Có nghĩa là hai mũi kép đầu nè, lên cho mình ba mũi bính. Tiếp tục móc một mũi kép nữa. Sau đó lên một bính, các bạn sẽ móc vô cái chân. Các bạn sẽ ở đây thì các bạn sẽ móc vô cái chân. Ở đây thì các bạn sẽ móc kế tiếp nè. Giống như các bạn sẽ móc cách qua, bỏ qua một chân cho mình. Một mũi bính nè, cứ một bính một chân vậy đó. Phía dưới một bính là một mũi kép nè, bên đây cũng vậy. Và qua tới ba cạnh nè, vẫn là một kép nè. Sau đó qua đây một bính và bỏ một chân phía dưới đây, một kép. Thì tương tự giống như cái hàng thứ hai phía dưới đây thôi. Đó là cái hàng đầu cũng vậy. Hàng đầu thì một mũi kép đầu, nhưng mà hàng thứ hai thì hai mũi kép đầu. Rồi các bạn sẽ cắt bỏ một chân phía dưới và móc một mũi bính ở trên vậy đó. Thì nó rất là đơn giản, cứ một bính một kép cho mình. Ở phía dưới thì cũng bỏ một chân vậy đó. Bây giờ các bạn sẽ móc hết cái hàng thứ 8 này cho mình luôn. Đây, cái hàng thứ 8 của mình nó sẽ như thế nào. Đó, nó bắt đầu lại quay lại như cái hàng đầu tiên của mình hạ eo vậy đó. Bây giờ các bạn sẽ móc cái hàng thứ 8 nha. Đây, cuối hàng của mình là hai mũi kép nè các bạn thấy không? Ở đầu hàng thứ 8 này của mình cũng là hai mũi kép luôn. Đây, ở đây mình để thì nó hơi khó vào một chút xíu, nhưng mà đầu hàng và cuối hàng là hai mũi kép. Bây giờ hàng thứ 9, thứ 10 các bạn sẽ nói chung là hàng 9, 10, 11 các bạn sẽ móc tương tự là hàng 1, hàng 2, hàng 3 cho mình ở phần đi lên nè, có nghĩa là lặp lại hàng 1, hàng 2, hàng 3. Bây giờ các bạn sẽ móc cái hàng thứ 10 cho mình. Ủa? Hàng thứ 9 chứ lộn. Lên cho mình 3 mũi bính, 4 mũi bính. Quay qua đây, các bạn sẽ móc xen kẽ như ở phần dưới đây nè. Các bạn sẽ móc xen kẽ cái hàng thứ nhất đã không, thứ nhất, thứ hai, xen kẽ vô chính giữa, lên một bính, qua đây vẫn là xen kẽ vô, tiếp tục một kép một bính, một mũi kép một mũi bính, nhớ là một kép một bính nha, và xen kẽ giữa các mũi kép. Nó sẽ như thế này. Cái hàng thứ 9 của các bạn bắt đầu là một bốn mũi bính, sau đó là một kép một bính xen kẽ dưới cái hàng phía dưới. Và tương tự thì các bạn sẽ móc xong cái hàng thứ 9 và các bạn sẽ lặp lại cái hàng thứ 10 cho mình, vẫn là móc xen kẽ. Sau đó móc hàng thứ 10 là giống như hàng này, hàng thứ 8 nè. Sau đó hàng thứ 11 là giống hàng thứ 9. Sau khi hết thúc cái hàng thứ 11 mình sẽ quay lại hướng dẫn các bạn tiếp tục nha. Ở đây mình đã móc xong cái hàng thứ 11 rồi nè. Đó, các bạn thấy không, mình móc mũi xen kẽ nha. Thì bốn cái hàng này nó cũng giống như bốn hàng phía dưới đây thôi. Còn ở phần này mới là cái phần hoa văn, cái phần điểm nhấn của cái phần eo. Thì coi như là mình đã hướng dẫn xong các bạn cái phần chính giữa của cái áo là ở đây nè, cái phần hạ eo rồi.
Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Còn cái phần đi lên đây thì các bạn sẽ móc và xem ở video phần sau nha. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video của mình.